Xin chào các bạn. Tiếp tục mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Panasonic, mã nồi là SR-SPX103. Thì các bạn đã biết cái dòng SPX này, các bạn, là dòng cao cấp nhất của Panasonic nhé các bạn. Nó là phân khúc đầu bảng của Panasonic và cũng như là của thị trường luôn nhé các bạn. Thì nồi này là nồi có dung tích là 1 lít, thì các bạn nấu được 5 người ăn nhé các bạn. Tức là 1 kg gạo ấy. Nồi rất nặng luôn các bạn. Nồi này là phải 7 kg, 7 cân, hơn 7 cân. Đây là nồi cao tần áp suất. Rồi, các bạn xem qua nhé. Còn rất bóng luôn. Đây nó có chảy một chút đấy các bạn này. Chảy nhẹ như này không sao đâu các bạn. Không ảnh hưởng, các bạn nhìn xa này, không hề thấy luôn nhé. Tức là mình zoom lại gần cho các bạn thì mình mới thấy thôi. Mình nhìn góc này là không hề thấy đâu nhé các bạn. Nhìn gần, zoom sát vào, tức là đưa mắt vào gần khoảng bằng bằng này thì mới thấy đấy các bạn này. Đấy. Chuyển đưa ra là không thấy đâu nhé. Không hề bẻ vỡ gì nhé các bạn. Thì các bạn yên tâm. Bẻ vỡ thì mình sẽ nói để tránh cái trường hợp khi nhận các bạn thấy bẻ vỡ. Rồi, mình mở cho các bạn xem nhé. Đây, còn rất mới, cái này mình vệ sinh lên rất sạch các bạn. Thì hôm trước có hai khách hàng góp ý cho mình ấy, thì mình hứa với các bạn là sẽ không còn tình trạng mà để cho khách hàng nhận mà nồi phải bẩn, họ phải vệ sinh lại nữa, thì trường hợp đó là sẽ không bao giờ có đấy nhé các bạn. Thì mình cũng cảm ơn hai anh khách đó đã góp ý cho mình. Thì qua những cái chia sẻ như thế này này, rồi kể về chia sẻ kiến thức hay là chia sẻ về khi các bạn nhận hàng ấy, thì mình giả sử như có sơ ý gì thì các bạn góp ý cho mình để mình mong muốn được hoàn thiện hơn. Rồi các bạn xem nhé, cái này là những cái vết gạo lứt các bạn. Mình cậy mình lau nhẹ nó ra luôn à, giòn còn rất đẹp đấy các bạn. Đây, áp suất 2 bi đấy các bạn. Đây, đây là dòng có cấp bù ẩm nhé các bạn. Đấy, dòng này nó cao cấp, thứ nhất là nhiệt độ 200 độ C này, thứ hai là có áp suất này, thứ ba là có cốc bù ẩm, tức là công nghệ phun hơi nước này. Đấy, thì mỗi bữa ăn đấy các bạn thì mình cũng chia sẻ rồi, nhưng mà mỗi mẫu nồi thì mình sẽ chia sẻ thêm để nhiều khi khách hàng họ mua cái mẫu nồi này nhưng họ lại không biết rằng mình đã chia sẻ ở dưới, thì mẫu nồi nào mình cũng chia sẻ chi tiết luôn nhé các bạn. Thì đối với cái dòng có cốc này ấy, thì các bạn bỏ khoảng tương này nước rồi các bạn bỏ đồng thời vào cùng một lúc với nấu nồi cơm, các bạn nấu cơm các bạn bỏ cốc nước vào đây để khi mà cơm chuyển qua chế độ hâm, hoặc là các bạn nấu nhưng mà các bạn chưa kịp ăn đấy thì các bạn muốn để tối ăn chẳng hạn. Có mình cũng có chức năng hẹn giờ nấu nhé, nhưng mà mình đang chia sẻ giả sử như mình ăn về đấy thì nồi này các bạn này nó có thể để cơm cho các bạn được 2-3 ngày luôn các bạn. Hôm trước mình có làm một cái bài là không áp suất, cái nồi nó đời cổ hơn đấy các bạn, mà để được 4 ngày, tức là 2 ngày kim điện và 2 ngày sau là không kim điện nhé, mà nó còn để được 4 ngày đấy các bạn. Vì vậy nên các bạn kim điện thì mình nghĩ là nó sẽ còn được lâu hơn đấy, thì nó sẽ hút nước ở cốc này rồi ra nó phun ở đây rồi các bạn. Đấy, đây là cái ngăn áp suất của nó này. Rồi mình cho các bạn xem xoong nhé, xoong còn tương đối nhé các bạn. Cái dòng xoong lỗ này ấy, thì thường thường các bạn ở Nhật họ dùng ít khi mà còn được gọi là đẹp lắm, rất hiếm nhé. Thì như hôm trước mình cũng chia sẻ cái trang đấu giá Yahoo rồi ấy, 10 cái thì chắc chỉ còn 1 cái hoặc 2 cái đẹp thôi các bạn. Đối với dòng xoong lỗ này thì như cái này nó không ảnh hưởng nhiều các bạn. Cái này là còn là cũng mình cảm nhận là đối với dòng này ấy, là phải đến gọi là 90%, 80-90% với cái xoong như này các bạn này. Đấy. Nên không ảnh hưởng gì nhé. Cái này không hề ảnh hưởng luôn, chứ không phải ảnh hưởng ít nữa đâu. Cái này không ảnh hưởng luôn nhé. Thì đối với dòng xoong lỗ này, này ở Nhật là họ sử dụng nó không được kỹ đâu các bạn. Nên khi mà mình về Việt Nam ấy thì mình thấy nó gọi là nó bong tróc ra từng mảng lớn ấy. Thì thực ra với ở Nhật ấy, đối với họ bình thường, bởi vì họ dùng không kỹ mà, thì số tiền mà hàng một năm họ làm thì hoặc họ làm một tháng thì cái nồi này đâu có giá trị bao nhiêu. Như cái nồi này thì ở bên Nhật nếu mà mới ấy, thì nó rơi vào tổng phải 20-30 triệu các bạn, thì bù lại là một năm tính theo gọi là GDP đầu người của Nhật thì phải hơn 1 tỷ, tức là người làm ra nhiều và bù người ít làm ít mà bù cả cho những đứa trẻ thì một năm là một người là hơn 1 tỷ các bạn. Còn Việt Nam mình thì tính một năm khoảng 90 triệu thôi. Nên mình xem đây giống như một tài sản luôn, chứ không phải là một món hàng nữa.
cá nhân mình thì mình xem giống cái nồi cơm nhà mình ấy, giống như một tài sản luôn các bạn. Vì vậy mình rất là giữ, khi đặt xoong xuống hay là khi rửa cũng vậy, khi mà ăn cơm xong rồi mình không dám đặt bậy đặt mạnh đâu, mình để cái lót gỗ hoặc lót vải dưới rồi mình đặt nhẹ lên, bởi vì tài sản nó cũng cả 3 triệu mấy 4 triệu chứ không phải là rẻ. Thì cái nồi này cũng vậy, các bạn về các bạn ăn cơm xong các bạn lấy cái vải hoặc là búi mềm hoặc rửa bằng tay cũng được, các bạn rửa bằng tay là sạch rồi các bạn. Ở đây không có nước, có nước mình cho các bạn xem cái nồi này nó không thấm nước đâu các bạn, nó nước các bạn đồng vào ấy nó không hề thấm nước luôn, nên cơm nó không thể bám sâu bám kỹ được. Vì vậy nên các bạn rửa qua là sạch nhé. Mình hạn chế sử dụng bằng muôi sắt, hạn chế sử dụng búi sắt búi cứng để cho bảo quản cái nồi được bền hơn. Rồi mình ghi điện thử cho các bạn xem nhé. Đây, phím chọn gạo đây các bạn, mình xin lỗi, đây là phím đúng rồi, đây là phím menu rồi các bạn này. Đấy, chọn gạo này, gạo trắng rồi gạo không go, gạo lứt nảy mầm. Đấy, thì ở Việt Nam mình thì mình chọn gạo trắng nhé. Chọn gạo xong rồi mình ấn một lần nữa là chọn chế độ nấu. Thì với cái dòng nồi này ấy, hoặc là tất cả các dòng nồi Nhật, thì những cái dòng nồi này hoặc tất cả các dòng nồi Nhật thì mình không nên chọn chế độ tiết kiệm các bạn. Chế độ tiết kiệm này thì họ sẽ bỏ qua cái công đoạn ủ ấy, thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ không ngon hơn. Đây mình chọn đúng chế độ nó ngon nhất của nó nhé. Đây các bạn chọn dòng này rồi các bạn nấu. Đấy 51 phút nhé các bạn. Dòng này nó là áp suất bi nên nó đóng các bạn nghe thấy rõ hơn. Đấy, mình tắt thì nó cũng đóng. Đóng rồi đóng áp suất đấy các bạn. Rồi, mẫu nồi còn rất đẹp này thì bên mình đang bán ở mức giá là 3 triệu rưỡi nhé các bạn. Nồi cao tần, áp suất, có cốc ủ ẩm, công nghệ phun hơi nước của Panasonic, dung tích 1 lít. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Bên mình giao hàng toàn quốc, nhận nồi kiểm tra với thanh toán các bạn. Chỉ có nồi mới nguyên thùng ấy thì bên mình mới gọi là thu cọc thôi, còn nồi này bên mình không hề thu cọc nhé các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé, xin chào các bạn.